Vâng, xin chào tất cả các bạn cùng các anh chị đã quay trở lại với kênh Kiều Phương Ô Tô của em. Hôm nay em xin giới thiệu với các bạn và các anh chị một mẫu xe, đó là chiếc C240 của hãng Mercedes. Chiếc xe này thì nó gồm những cái trang bị đi theo xe là: thứ nhất là đèn bi xi lông mắt niếc quá nha. Hai là gương kính chỉnh điện xin nhan tích hợp trên gương, gương tự cụp xòe, 6 túi khí, biển Hà Nội bác nhé. Mời các bác tham quan tổng thành bên ngoài xe. Đấy, 4 lá răng đúc theo xe bác nhé, 4 lá răng đúc. Đấy, các bác xem à, lốp còn mới 95%, lốp vừa mới thay xong. Đấy, một chiếc xe của hãng Mercedes. Cái dòng C này là dòng tiết kiệm nhiên liệu nhất của hãng Mercedes bác nhá. Dòng C là tiết kiệm nhiên liệu nhất mà nó là dòng xe lành nhất nha bác nhá. Lành nhất của hãng Mercedes này. Đấy, một chiếc xe cực chất bác nhá. Một chiếc xe cực kỳ chất. Tết đến nơi rồi, các bác sắm em này về để đi du xuân thì rất là lịch lãm. Một thương hiệu nổi tiếng. Giờ mời các bác tham quan phần nội thất. Đấy, bác xem. Đấy, dòng 6 túi khí ốc nha. Điều hòa ô tu nha. Số tự động. Điều hòa ô tu. Nội thất màu đen. Đấy, rất là sạch sẽ. Ghế da cao cấp. Còn nguyên bản theo xe nhé. Sáu loa bác nhé. Dòng này dòng 6 loa. Âm thanh cực chất luôn. Máy thì nhẹ đè cái lỏ bác nha. Mời bác tham quan phần máy. Mời bác tham quan. Máy lỏ rất là tròn tiếng bác nha. Máy lỏ toàn tiếng. Vành ABS. Nói chung là một chiếc xe rất là chất bác nhá, rất đáng để mua. Đó. Bác xem một chiếc xe rất là chất lượng.
Bác nào mà xem xe ok thì hãy điện thoại cho em theo số 0787 585 336. Bác nào ở miền Bắc này thì xem xe nhà cửa hàng nhà em tại xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương bác nhé. Bác nào xem video clip của em lần đầu thì cho em xin nút ấn đăng ký bác nhé, để ủng hộ em. Hàng ngày bên nhà em có xe mới về, em sẽ quay phục vụ các bác để các bác tham khảo, nắm được cái giá cả thị trường bác nhé. Khi nào mà lựa chọn cho mình một chiếc xe ok rồi thì lại alo cho em 0787 585 336. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video clip lần sau.